Trên trang cá nhân của Hoàng Cu, anh đã chia sẻ một đoạn video hậu trường đầy bất ngờ với Chipu. Lưu Nhã Sắt đã cho Chipu xem một đoạn video độc đáo, khiến cô bị sốc. Dù Hoàng Cu muốn biết nội dung của video đó, nhưng nó được giữ kín như một bí mật. Sau những trêu chọc và đùa giỡn vui vẻ, cuối cùng Chipu, Lưu Nhã Sắt và Hoàng Cu đã thực hiện động tác kê đầu cùng nhau. Đây là cách họ kết thúc một ngày làm việc tại chương trình Đạp Gió 2023. Cảnh này không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa Chipu, Lưu Nhã Sắt và Hoàng Cu, mà còn tạo thêm một dấu ấn đặc biệt trong hành trình của họ tại Đạp Gió 2023. Sự hài hước và tình cảm trong khoảnh khắc này chắc chắn sẽ ghi lại trong ký ức của họ và tạo nên một kết thúc đáng nhớ cho chương trình. I'm so sorry, mate. Double tea. My team. Tao mày cơ.